Nó không có cái gì khác cho lắm, nó vẫn nguyên hiện trạng như vậy. Còn phía bên này là cột cờ Thu Ngữ này. Đấy, rất là nhìn đẹp và sang trọng tại khu vực này. Cờ đó sao vàng bay phấp phới luôn. Bên này là IFCL Sài Gòn, nó gần một năm rồi chưa thấy có động tĩnh gì mới này. À, bây giờ mình cùng đi dạo nha. Đấy, ngày hôm nay thời tiết Sài Gòn rất là nóng, đến bây giờ hiện tại đang còn khá là nóng luôn đấy. Đấy, mọi người nhìn này, nước sông thì rất lên là lớn nhưng mà hãy thấy là đây cái là sạch sẽ lắm. Nó không giống như ngày trước, ở khu vực này rất là nhiều lục bình, đến bây giờ thì hết rồi. Cũng như là lắp hệ thống phao chắn lục bình rác tại khu vực này. Bây giờ thì mình sẽ đi dạo xung quanh này xíu. Về đêm thì hãy thấy là ngay chỗ này nó đẹp lắm, về đêm lên đèn đẹp lung linh luôn. Còn ngày thì nó hơi chán một xíu. Ngày mình sẽ đi từ quận cột cờ Thu Ngữ, mình đi xuống đến tận chân cầu Thủ Thiêm 2 luôn. Có khi thì còn sớm thì mình sẽ tranh thủ đi qua cầu Thủ Thiêm 2 quay cho mọi người luôn. Đây bên cạnh đây là cũng những người tới vui chơi thì cũng có một số đang bắt cá này. Để tranh thủ nước lên kiếm thêm tí thu nhập. Là bán nước tầm khu này có nhưng mà dạo này thì cái tình hình hàng rong nó cũng bớt rồi, rất là nhiều. Rất là trong xanh đẹp, góc view này nó rất là đẹp luôn đấy. Thế hiện tại bây giờ là 16:43 nha mọi người. Hiện tại thì giờ này cũng ít người ra tham quan lắm, giờ nó còn nóng quá nên người ta lười đi, trời tối thì đi dạo đông hơn so với hiện tại. Nhưng mà mình thì đi quay nên tranh thủ đi quay sớm lúc nào hay lúc đấy để có thể ghi lại những cái khoảnh khắc mà nó yên tĩnh, gửi tất cả một cô chú chị mình đi dạo cùng với Hải luôn, ngắm cảnh Sài Gòn, những cái điểm vui chơi. Đây trong này thì hoa giấy nở này, hoa sắc luôn, rất là đẹp. Đây, may là cái đợt vừa rồi bán pháo hoa này không có, mọi người ý thức cũng tốt nên không có cái hiện tượng dẫm đạp lên cỏ này, cỏ bây giờ sống rất là đẹp. Chứ giống như mấy năm trước ngồi chặt lá lên rồi dẫm lên, nhất là cái đợt mà cuối năm tổ chức cái lễ hội ẩm thực tan tành luôn. Dòng này hoa này rất là đẹp luôn.
Anh ra ngoài thì mọi người thấy không còn cái rác thì tại khu vực này nó như Lục Bình đó rất là nhiều. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi dạo phía bên ngoài này một xíu nha. Đấy, bên ngoài này thì có cái đèn cỏ nó đẹp lắm. Khu vực này không biết là bao giờ họ sẽ làm lại nữa thì không biết là đẹp nữa. Tòa nhà thì hãy thấy đang mọc liên tục ấy, giống như giờ nó sợt vậy, xây sắp xong rồi đấy. Nhìn nó rất là sang trọng, khu vực này vui rồi, nhìn nó sang kìa, đẹp cực kỳ luôn. Cái chỗ này là cái chỗ mà chuyên để người ta nhiếp ảnh, để tới chụp ảnh nhiếp ảnh tới các góc này. Bên Thủ Đức kia nữa mà hoàn thiện nữa thì đúng. Ôi hôm nay khá nhiều lớn quá. Còn những rượu lớn đó, bên kia đang rửa tàu kìa. Tàu hôm nay thì hôm nay chạy đi Vũng Tàu nữa ta. Có cái bến tàu này rất là thuận tiện luôn. Khách sạn này nó gọi là rất là đẹp luôn. Ui, nhìn cánh nước ngoài họ thấy nhìn nó cũng sang trọng rồi. Khách sạn này cũng nhận đầu tư đợt. Phải đầu tư như thế này thì mới hút được khách đấy. Rồi mới có góc view nó đẹp nữa này, mọi người nhìn này. Ngày và đêm lúc nào nó cũng đẹp. Đôi khi mà quay những góc quay thế này nếu mà không có xe Honda đi lại thì nhiều khi mình cứ tưởng ở bên nước ngoài luôn á. Chắc Việt Nam thì mình có 5-7 năm nữa là cũng ngớt xe Honda đi rồi. Tương lai xe Honda này nó cũng giống như xe ô tô hiện tại chạy thôi. Xe ô tô sẽ là kín đường của Honda để muốn kiếm là cũng khó. Chắc nếu mới tiến độ như thế này tầm khoảng 5 năm nữa thôi thì xe Honda chắc là mỗi nhà sẽ có một cái xe ô tô. Và xe Honda thì dần nó cũng bỏ dần rồi. Đường xá bây giờ mọi người thấy không? Rất là nhanh. Từ Bắc vào Nam bây giờ đi tầm khoảng tôi 2 gì ta? Đi 2 ngày 1 đêm. Ngày xưa đi xe sợ cách đây khoảng 7 năm trước đợt Thái đi từ mình từ miền Trung đi vào đến đây thôi mà đi có mất 2 ngày 3 đêm. Ngồi lên xe lúc xuống xe là không biết cái gì luôn á. Nó mệt từ hết người, nhiều khi trên xe đi vệ sinh nó mất tiện nữa. Đến bây giờ mọi người thông thoáng không? Đường cao tốc đầy khắp luôn. Bây giờ đi có 2 ngày 1 đêm rồi, đã vào tới Sài Gòn rồi. Đấy, đất nước càng ngày càng phát triển. Đi xe bây giờ cao tốc mọc liên tục, chạy rất là nhanh. Khác hoàn toàn luôn. Hãy thấy đất nước mỗi ngày càng phát triển hơn, càng ngày càng nó mà không biết là mọi người ở bên kia thì nói nhiều quá, nói đôi khi nói cứ nghe mấy cái trang vớ vẩn nói thì đôi khi ảnh hưởng tới, chứ hãy thấy nó phát triển nhanh. Bây giờ mà mọi người đi được khoảng 10 năm sau quay về chắc là cũng không nhận ra nổi, nhất là Sài Gòn và Hà Nội. Cái khung cảnh này cỏ nó xanh đấy, mọi người bắt đầu
đi ra này, bắt đầu đi qua đến ra thôi mới đặng mát rồi người ta mới đi ấy. Hay đến là chắc cái thời gian sau thì Hải sẽ đi tàu tiếp để quay cho mọi người xem. Lâu mình chưa đi tàu đấy mà. Là bên này đang tổ chức cái gì này, khá là mặc áo đồng phục màu đỏ rất là lạ. Mình đi tới xem thế nào. Hôm nay thì không thấy bán hàng rong đấy nhá mọi người, dẹp hết rồi. Đấy, hôm nay là mặc cả bây giờ như hôm nay mình đã đá bóng hay sao thế mà còn áo còn bún nữa. Đây mọi người thấy không, từ cái lúc mà không có bán dòng rồi đấy, nhìn trả lại một không gian rất là đẹp luôn, sạch sẽ thoáng đãng, thuận lợi cho mọi người đi lại tham quan. Đây ngôi đền cổ 300 tuổi kia thì cổ hình như là mới được khánh thành xong mọi người, nhưng không biết là đã cho vào tham quan thì hình như là chưa hay sao. Phía rất xa mọi người thấy không, giới trẻ tới check in rất là đông. Bây giờ sang tuần tới thì Hải sẽ có một số cái dự định mới, mời mọi người mình cùng đi nhé tham quan. Bây giờ mình sẽ đi khu vực này nó nhiều rồi, nó nhàn rồi, bây giờ thì sẽ có một số địa điểm đi chơi mới nhé. Cũng quân một này thôi nhưng mà nó ở mảng bên Tân Định. Đấy, sẽ đi dạo về đấy nhiều hơn ở bên này để quay cho mọi người xem cuộc sống Sài Gòn, như đi những cái chỗ này nhiều nó cũng nhàm dần. Nhưng mà thấy là khu vực này là mỗi ngày nó còn tiến bộ lên rồi đấy. Rác giết thì không còn mấy nữa, cũng như là hàng rong thì cũng không bán nữa, có thùng rác đặt cố định cho mình bỏ rác.
hồi cũng ít có xe Honda chạy lên lề đường thế này. Đấy, như rồi bên kia là những cái tòa nhà này, đang mọc lên này, liên tục luôn, những cái tòa nhà cao tầng mấy chục lầu luôn. Thời tiết bớt nắng rồi nhưng vẫn oi lắm mọi người, có hết cả mồ hôi luôn, đi bộ ướt hết cả lưng luôn rồi. Coi như là mình đang đi tập thể dục, cũng như là gửi tới một chú anh chị mình về nhà anh nha, Sài Gòn con mà này nhỏ. Thời tiết này có vẻ là tối dần rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi ta? Hiện tại bây giờ là 16:58. Thấy cái khuôn viên của khu vực này làm sạch sẽ lắm đấy. Ở khu vực này vớt hết lục bình này, nước lên nó nhìn nó trong, nó sạch lắm nha, nhìn rất là đẹp luôn. Đây các bạn, là mình đi hơi muộn một xíu, đi cả tầm 3 giờ thì có thể gửi cho mọi người những nhà nhỏ đẹp hơn nữa. Mà khu vực này Hải thấy nó hơi thoáng nhá, nhìn là lạ ấy. Lâu rồi mình không ra đây thấy nó vậy, nhìn lạ lắm. Cái này thì mình bật gấp cam rộng lên cho mọi người quan sát cho nó thấy nó đã, nó đẹp.
Đấy, chỗ này là chỗ mà thu hút rất là nhiều người tới đấy, chụp hình này, những chiếc ảnh gia tại khu vực này. Không hiểu sao những cái chung mà người ta đã gắn keo lại rồi vẫn nâng ra ngoài được. Thì có chỗ mà đi chạy xe ở trong này. Thì bên này có vẻ là nhiều người quá thì mình đi phía bên này. Lên khu vực này nha. Phải thấy là khu vực này nó rất là sạch sẽ đấy. Quét dọn vệ sinh đấy cũng không giống nhếch nhác như ngày xưa nữa. Mà rất là nhiều người vô gia cư nằm dọc khu này nha. Thật không biết là có tránh nắng hay không nữa. Đấy nằm đây dọc đây có mấy người trên cầu thang bên kia cũng vậy. Đây. Thế nhận là có cái rào chắn này là mất cả một góc view đẹp tại khu vực này luôn. Đấy.
Đây hôm nay thì mình sẽ đi vào đường Nguyễn Siêu nha mọi người. Đấy, hôm nay thì đi ngược cái chỗ này một xíu. Lúc này thì mình thấy được cái mặt trời lặn đấy. Xa xa kia kìa, nhìn nó cũng hơi đẹp đẹp một xíu. Thế là tranh thủ quay cho mọi người. Đường Nguyễn Siêu này thấy nó đẹp lắm mọi người. Nhất là về đêm, về đầu chiều khoảng 3-4 giờ chiều cũng rất là đẹp luôn. À, con đường này thì nó mới vừa hoàn thiện thôi, cách đây khoảng 1 năm, nhưng mà theo phải thấy là nó đẹp. Bên cạnh đấy thì có cái quán cà phê trứng này, cũng khá là đông khách. Bên này thì có cái dự án khá lâu đời, gọi là chưa được hoàn thiện. Cái khu vực này nếu mà hoàn thiện cái dự án này thì nó đẹp đấy mọi người. Đây, đây bật giáo rồi. Chắc là tương lai thì chắc cũng một thời gian nữa là sẽ hoàn thiện đấy. Đây, thấy cái bật giáo này, chắc là sắp thi công rồi. Thì hôm trước thì bác chính các bác nói rồi, những cái dự án nào đang dở thì cố gắng làm cho xong. Để sau đấy mới được làm dự án mới mà. Chúng ta tương lai thì cùng chờ đợi xem nhé. Khu vực này nó hoàn thiện nó khá là đẹp. Chỗ này thì chẳng biết chỗ nào, đường hè nó đi như cơ, xe nó đi nhiều quá, đậu thật là nó được. Đường này đúng là mới làm lại đẹp thật đấy. Đây thì mình đang có mặt tại con đường khá là lung, nhưng mà thôi ta sẽ rẽ một con đường cao bản quát cho mọi người.
Đấy, đường này xe cộ đi lại nhiều lắm. Đây, ngay con đường thị sách cũng vậy, con đường thị sách này khá là mát luôn. Ở bên này đang xây cái tòa nhà khá cao, đẹp luôn, cái khu vực này. Mọi người thấy cái không gian nó rộng, nhìn đi nó có thích không? Không gian nó khá là sạch sẽ mà đi lại thuận tiện. Một không gian khá là rộng. Bây giờ thì hai xe rẽ vào đường Hai Bà Trưng nha. Mình sẽ rẽ trái. Bên này thì có cái sạn rất là lớn và đẹp này. Đây, đây mọi người, nằm ngay góc đường Hai Bà Trưng với đường Cà Bá Quát. Bên này mọi người thấy thành công này, rất là đẹp luôn, khai trương được 2 tháng. Bây giờ mình cũng đi vào con đường Đông Du nhé. Con đường này hình như là Hải chưa bao giờ đi luôn á.
Đấy, cuộc đời như vậy mọi người. Quán đẹp sao? Vài ổ bánh mì, vài cuốn, thế là nhậu cùng với bạn bè lai dai rồi. Đây, con đường ở Đông Du này. Đây thì cũng có một căn nhà cho thuê. Đấy, hai căn. Nó biển to cho thuê tại khu vực này. Có vẻ nó cũng ít thôi, không có nhiều. Bên này thì có một loạt luôn, có cái nhà hàng khá lớn này, chả mặt bằng luôn. Ôi, không ngờ luôn á, quán này, này, đây mọi người này, ngay góc đường này, có quán kỳ lớn này, chả mặt bằng này, ngay đường đồng khởi với Đông Du luôn.